Mình mới mua cái Beyond Beef loại này để cho những người ăn chay họ ăn, thì mình chiên nó lên thử. Đây là một bọc, mình mở ra mình bỏ vô trong chảo, xong rồi mở lửa lên. Nếu ai mà thích ăn cái burger thì để nguyên để rồi chiên, nhưng mà mình muốn nó làm vùng nó ra, thành thử mình dằm nó. Bây giờ mình có một chút muối với chút tiêu, mình bỏ nó vô. Nấu nước sôi, bỏ oatmeal vô cỡ chừng nửa cup.